Xin hỏi tại sao Mỹ bao che dung dưỡng các tổ chức khủng bố của các nước trên đất Mỹ, mặc dù chính Mỹ đã từng truy sát Bin Laden và gần đây là một tướng Iran? Thưa bạn và thưa các bạn, khi Mỹ bao che dung dưỡng cho các tổ chức của các nước và các cá nhân trên đất Mỹ, thì khi đó là những tổ chức cá nhân mang lại lợi ích cho nước Mỹ, hoặc chí ít là không có hại cho nước Mỹ. Khi những tổ chức cá nhân nào có quyền lợi xâm hại đến quyền lợi của nước Mỹ, thì lúc đó tổ chức cá nhân đấy mới trở thành khủng bố. Trường hợp như Bin Laden, thì quý vị và các bạn hãy xem trở lại lịch sử của tổ chức này. Trước đây nó cũng từng đã được Mỹ bao che dung dưỡng. Câu hỏi thứ hai của bạn thích nghiên cứu và sưu tầm: tại sao Mỹ là đất nước tư bản dẫy chết mà 100% con quan chức cộng sản qua bên đó sống vậy? Thưa bạn, trong một cái tài liệu mới nhất thì năm 2019, các tổ chức đảng trên cả nước đã kết nạp 143.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam lên là 5,2 triệu. Thưa bạn, 100% con quan chức cộng sản qua bên đó sống là bao nhiêu? Vâng, ở đây chúng tôi có 5,2 triệu đảng viên, bạn chú ý cho. Câu hỏi thứ ba của bạn Hoa Thăng: tại sao dân không đào hầm giấu lính Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa mà lại đào hầm giấu Việt Cộng? Vâng, một câu hỏi cũng khá là hay. Thưa quý vị và các bạn, trước năm 1975, ở miền Nam Việt Nam có mấy loại vùng. Thứ nhất là vùng tạm chiếm. Ở đó là nơi quản lý của Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ. Vùng giải phóng là nơi quản lý của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và vùng tranh chấp. Hầm thường được đào trong vùng tạm chiếm và vùng tranh chấp. Những người dân ở vùng tạm chiếm và vùng tranh chấp thường đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ. Và ngược lại thì ở vùng giải phóng và vùng tranh chấp không có hiện tượng người dân của vùng giải phóng và vùng tranh chấp đào hầm để nuôi giấu Việt Nam Cộng Hòa hay là lính Mỹ. Một câu hỏi tôi nghĩ rằng cũng là một cái câu trả lời khá hay, đó là một hiện tượng. Theo tôi thì những người chiến sĩ giải phóng quân hay là những người cộng sản thì họ không bao giờ bỏ đất bỏ dân. Cho nên ở những vùng tạm chiếm hay là những vùng tranh chấp thì những cán bộ chiến sĩ của cộng sản vẫn đến về với dân, và họ về với dân của mình, cho nên đã được nuôi như là người trong nhà. Và quý vị và các bạn cũng biết rằng nếu như bị phát hiện ra thì không chỉ người chủ mà toàn bộ gia đình đó sẽ phải chịu những cái hậu quả rất là nặng nề, có thể nói là tàn khốc. Ngược lại thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa hoặc là Mỹ thì họ không coi cái vùng giải phóng là đất của họ, nhà của họ, dân của họ, cho nên không bao giờ họ dám mạo hiểm để đi vào đó. Và kể cả khi họ đi vào đó thì chắc chắn rằng những người dân ở vùng tạm chiếm cũng không xem đó là người của đảng mình, cho nên cũng sẽ không có tình trạng nuôi giấu lính Việt Nam Cộng Hòa hay là nuôi giấu lính Mỹ ở trong vùng giải phóng, vùng tạm chiếm. Câu hỏi tiếp theo vẫn của Hoa Thăng: tại sao Bắc Việt không ném bom Washington mà lại để cho Mỹ ném bom Hà Nội? Thưa quý vị và các bạn, đây là một câu hỏi khá thú vị. Quốc phòng Việt Nam trong chiến lược của mình là phòng thủ, tự vệ, hòa bình, không có tấn công xâm lược. Vì thế, cho dù Washington đã ném bom Hà Nội, nhưng chúng ta không có những cuộc ném bom đáp trả. Về mặt địa lý thì có lẽ là máy bay ở Hà Nội muốn ném bom Washington thì bay hết xăng, vẫn chưa đến nơi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Kỷ Đoàn: tại sao đại biểu Quốc hội lại mua quốc tịch nước ngoài? Đây là một câu hỏi mang tính thời sự rất cao. Vâng, thưa bạn, một quốc tịch
được giao bán như một món hàng thì tất nhiên sẽ có người mua và đó là việc hợp pháp. Tuy nhiên vấn đề ở đây là người mua này lại là đại biểu quốc hội thì đó lại là một vấn đề cần phải bàn. Và tôi cho rằng trong trường hợp này, trong tình huống này thì những người Việt Nam chúng ta đã không sáng suốt khi bầu ra vị đại biểu của mình vào quốc hội là một người Việt Nam nhưng lại muốn chân trong chân ngoài. Và ở đây chúng ta chưa đặt ra cái câu hỏi là ông lấy tiền ở đâu để mua cái quốc tịch này. Nhưng ở đây thì vấn đề yêu nước, tôi nghĩ rằng là một người Việt Nam như tôi chẳng hạn, tôi không hề có nhu cầu có thêm một quốc tịch của bất cứ quốc gia nào ngoài quốc tịch Việt Nam nơi mà tôi đang sống. Câu hỏi tiếp theo của bạn An Nguyên. Tại sao lại gọi Việt Nam Cộng Hòa là ba que sỏ lá? Tôi nghĩ là đây là một câu hỏi chắc là bạn ấy hỏi cho vui thôi. Vâng, theo nghĩa đen, một cách rất là trực giác nhìn thấy luôn ấy, thì Việt Nam Cộng Hòa có cái lá cờ của họ là lá cờ một cái nền vải vàng và trên ấy có ba cái sọc đỏ. Thì có lẽ người ta nghĩ rằng cái nền vải đấy là lá và ba cái sọc là ba que, cho nên gọi là ba que sỏ lá. Nhưng tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta cũng không nên dùng cái từ này. Vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Tây hoặc là Thành Tây hay là Thanh Tây. Vâng. Cô cho hỏi tại sao kênh lại có tên Win Win Việt Nam ạ? Thưa bạn, bởi vì trong cái bối cảnh ngày nay, thế kỷ 21 này, mặc dù ở đâu đó trên thế giới còn khá nhiều nơi vẫn bom đạn ùng hoàng, nhưng người ta vẫn nói với nhau rằng chúng ta không nên đối đầu và hãy chuyển tất cả thành đối thoại, hãy chuyển thành đối tác. Và vì thế kênh Win Win Việt Nam hưởng ứng cái xu thế này, tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Vâng, cũng chính vì như vậy mà tôi kêu gọi các khán giả của Win Win Việt Nam trong khi bình luận, mặc dù quan điểm có thể khác nhau, tư tưởng khác nhau, nhưng mà hãy cố gắng lịch sự và tôn trọng. Câu hỏi số 7 của người miền núi. Xin hỏi Win Win Việt Nam là có phải thác Bản Dốc của Việt Nam bị cắt cho Trung Quốc phần thác chính hay không? Thưa bạn, không. Dòng sông Quây Sơn là sông biên giới và thác Bản Dốc nằm ở trên sông Quây Sơn. Vì thế, nó cũng chia đôi như con sông Quây Sơn vậy. Thác chính bị chia đôi. Khi khai thác du lịch thì khai thác chung. Chúng ta có thể trên thuyền và đi sát sang đến bờ bên kia. Còn thác phụ gọi là thác cao thì ở hoàn toàn bên đất Việt. Câu hỏi thứ 8 của bạn Hưng Nguyễn Xuân. Có thể là Hưng Nguyễn Xuân hoặc là Hùng Nguyễn Xuân. Vâng. Chị Yến cho hỏi vì sao cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 ở miền Nam lại diễn ra không đúng một thời điểm, từ Tuy Hòa trở ra trước Tết một ngày, còn ở phía Nam Tuy Hòa trở vào đúng đêm 30 Tết, nên làm giảm tính bất ngờ, chúng ta không giành được chiến thắng như dự định. Có phải đây là sự nhầm lẫn trong sự truyền đạt mệnh lệnh của người lãnh đạo ở từng vùng miền? Thưa bạn, đúng mà cũng không đúng. Tôi cho rằng những người truyền đạt mệnh lệnh đã truyền đạt đúng, nhưng mà việc thực hiện thì mặc dù đúng nhưng lại dẫn đến một cái sự không thống nhất, để không đúng được ý đồ chiến lược. Đó chính là việc sử dụng múi giờ khác nhau của hai miền. Miền Bắc thì dùng theo múi giờ GM+7 và miền Nam thì dùng theo múi giờ của Trung Quốc GM+8. Có nghĩa là giờ chênh nhau 23 tiếng. Vì thế mà phía bên ngoài thì mới là 30 Tết, nhưng phía bên trong thì đã là giao thừa rồi. Câu hỏi thứ 9 của bạn Hùng Lê. Chắc là Hùng Lê hoặc là Hưng Lê. Rất khâm phục kiến thức của cô và qua đây cháu xin cô giải thích một vấn đề
đang còn tranh cãi từ một phía thành phần cực đoan chống cộng. Cải cách ruộng đất năm 1953-1956, nguyên nhân, lý do, kế hoạch thực hiện, thành quả và hậu quả. Thưa bạn, đây không phải là một câu hỏi mà đây là cả một vấn đề lớn. Xin hứa với quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này thành một chuyên đề nghiêm túc. Nhưng ở đây, trong chương trình Hỏi Khó Đáp Nhanh, thì tôi cũng xin trả lời từng phần một của bạn như thế này. Thứ nhất về nguyên nhân. Vào năm 1945, khi nhà nước công nông đầu tiên ra đời ở Việt Nam, là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì được sở hữu một đất nước có tới hơn 90% dân số là nông dân, hơn 90% diện tích là nông thôn, và cái số thành thị thì rất là ít. Vâng, với hơn 90% nông dân, trong đó thì cái số ruộng đất lại thuộc về một tỷ lệ rất nhỏ, rất ít người ở trong đấy. Còn đa phần thì nông dân Việt Nam là thợ cày là chính, tức là nông dân nhưng không có ruộng đất. Họ bị bần cùng hóa, họ là những tá điền, những bần cố nông, những cố nông và những bần cố nông. Vì thế, ở trong xã hội đã diễn ra một cái mâu thuẫn rất là lớn về sự bất công, bất bình đẳng giữa những người sở hữu ruộng đất và những người sinh sống bằng nghề nông. Nhà nước công nông ra đời, việc đầu tiên là giải quyết mối mâu thuẫn này của xã hội, đó chính là nguyên nhân của cải cách ruộng đất. Về thực hiện kế hoạch thì mời quý vị và các bạn tìm xem những tài liệu và chờ sẽ có chương trình của Winwin Việt Nam về cái vấn đề này. Mặc dù đây là một vấn đề tôi nghĩ rằng là rất là hay, nhưng mà chắc chắn một điều, khi chúng ta lên sóng thì lại không có nhiều người theo dõi cho lắm. Tuy vậy, cũng như tất cả những chủ đề mà chúng tôi thấy rằng cần thiết và quan trọng, thì một cách rất nghiêm túc chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này. Câu hỏi tiếp theo, thành quả. Như trên đã nói, mâu thuẫn trong xã hội lớn nhất lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa người thợ cày, những người sống bằng nghề nông, không có ruộng đất, và những người làm chủ ruộng đất. Một cái số người rất ít nhưng lại làm chủ một cái diện tích rất lớn ruộng đất. Thì cái mâu thuẫn này được giải quyết trong cuộc cải cách ruộng đất, đó chính là thành quả người cày có ruộng, một cái thành quả rất lớn trong cuộc cách mạng này. Hậu quả. Từ hậu quả ở đây, tôi cho là bạn dùng cái từ hậu quả một cách rất khéo léo. Vâng, hậu quả là người ta dùng để chỉ những cái kết quả không hay, không mong muốn. Ở đây thì trong cải cách ruộng đất đã có những sai lầm, và những sai lầm này thì đã được Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chính phủ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tổ chức sửa sai ngay và luôn. Và như các bạn đã biết, hậu quả nghiêm trọng của nó không phải là những sai lầm trong cải cách ruộng đất, mà hậu quả nghiêm trọng của nó chính là đến tận bây giờ thì những luận điệu xuyên tạc, bài bác vẫn không ngừng tấn công vào cuộc cải cách ruộng đất. Họ muốn sử dụng nó để phủ nhận cái thành quả của cuộc cách mạng lớn này, cuộc cải cách ruộng đất. Và thưa với quý vị và các bạn, mặc dù ngay sau đó là chúng ta tham gia vào cái cuộc kháng chiến chống Pháp, và sau đó nữa thì đã bị chia cắt hai miền, nhưng mà cải cách ruộng đất là một cái cuộc cách mạng mà đã đem đến một cái kết quả rất là to lớn cho nông dân khắp ba miền Bắc Trung Nam. Vâng, chính cái cuộc cải cách này cũng đã thổi một luồng khí mới vào giai cấp công nhân nông dân, và đặc biệt sức mạnh đối với quân đội nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp lúc bấy giờ, những người con từ đồng ruộng ra đi để trở thành những chiến sĩ vệ quốc đoàn. Chốt lại thì tôi thấy rằng thành quả thì lớn hơn hậu quả rất là nhiều. Và dù cho có xuyên tạc như thế nào thì đại bộ phận nông dân Việt Nam được hưởng lợi chính đáng từ cuộc cải cách ruộng đất này, và không thể một cái luận điệu xuyên tạc nào phủ nhận được cái thành quả đó. Một câu hỏi nữa cũng vẫn của bạn Lê Hùng. Tôi cho là bạn Lê Hùng là một người rất quan tâm đến thế sự, thời cuộc và lịch sử. Câu hỏi này: thảm sát Mậu Thân năm 1968 Huế
tại sao 45 năm rồi chúng ta chưa công khai để cho dân chúng được rõ? Thưa bạn, chúng ta không thể công khai cái mà chúng ta không có, việc mà chúng ta không làm. Nếu như bạn nói như vậy thì cũng không khác gì là bức cung cả. Năm 1977, thậm chí là từ năm 1975, Pol Pot đã cho quân xua quân xâm phạm bờ cõi và tàn sát nhân dân Việt Nam ở vùng biên giới Tây Nam. Tới năm 1978, ta mới bắt đầu có những cái hoạt động lớn để chống trả lại Pol Pot, và sau đó là tiến quân sang giải phóng cho nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của Pol Pot. Thế giới lúc này cho rằng Việt Nam xâm lược, chúng ta có rất ít bạn bè. Và phải tới 40 năm sau, vào tháng 11 năm 2018, thì tòa quốc tế mới xử và kết tội được Pol Pot có tội. Vào năm 1968, thì nhân dân Việt Nam đang đối đầu trực diện với đế quốc Mỹ tại miền Nam Việt Nam và cả ở miền Bắc nữa. Chiến dịch Mậu Thân, nếu đúng có vụ thảm sát như các bạn vừa đặt câu hỏi, thì người Mỹ không bao giờ bỏ qua. Và các bạn thấy rằng cho đến bây giờ cũng không có một cái tài liệu nghiêm túc nào của Mỹ nói về cái gọi là thảm sát này. Và tôi nghĩ rằng không bao giờ Mỹ và các nước lớn khác trên thế giới có thể bỏ qua một cái sự kiện mà có lợi cho người Mỹ đến như thế. Và đặc biệt tuyên truyền của phương Tây thì các bạn biết rồi, sức mạnh của giới, của truyền thông phương Tây, họ không bao giờ bỏ qua một cái sự kiện như vậy. Cho nên thôi đi, đừng bao giờ nhắc đến, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng, tin rằng có một cái việc thảm sát 1968, đừng nói nữa. Đó chỉ là một trò hề. Thưa quý vị và các bạn, món nợ của Việt Nam Cộng Hòa đối với nước Mỹ mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn phải trả, thì liệu các bạn cho rằng một cái thảm sát Mậu Thân năm 1968, người Mỹ có tha cho chúng ta không? Câu hỏi tiếp theo vẫn của bạn. Chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam 1979 rất hạn chế được đưa vào sách sử giảng dạy, chưa nêu rõ lên nguyên nhân diễn biến, thành quả và thiệt hại một cách cụ thể như kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Ở đây bạn rất là có ngụ ý khi đặt câu hỏi này. Tuy vậy tôi thấy cũng là một câu hỏi rất hay. Việc đưa chương trình nào vào sách giáo khoa, thời lượng bao nhiêu, ở độ tuổi nào là cả một vấn đề. Và nó không chỉ đơn giản như chúng ta nghĩ rằng đó là một cái việc học để biết, mà nó liên quan cả đến những câu chuyện về chính trị, về vị thế của đất nước trên trường thế giới. Cho nên nếu bàn câu chuyện này, tôi cho rằng là lạm bàn. Chúng ta không đủ thẩm quyền và cũng như không đủ tầm và tư duy. Nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố để có thể quyết định vấn đề này đưa vào, vào lúc nào, thời lượng là bao nhiêu, ở độ tuổi nào thì học. Tuy nhiên ở đây tôi xin giải thích một điều. Đừng bao giờ các bạn so sánh câu chuyện biên giới hai đầu phía Bắc và Tây Nam với cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thứ nhất, về diện tích nơi xảy ra cuộc chiến thì các bạn đã thấy là cả một cái sự khập khiễng khi mình so sánh rồi. Về thời gian thì hai cuộc chiến biên giới diễn ra khá là dài và cũng rất khốc liệt. Những người tham gia trận chiến không thua kém những người tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đối với đại đa số nhân dân tại thời điểm diễn ra sự kiện thì quý vị và các bạn có thể thấy là như thế này. Đối với biên giới phía Bắc, 6 tỉnh biên giới đã chịu một cái cuộc tấn công đồng loạt của Trung Quốc trong vòng 1 tháng. Tuy vậy thì cái nơi sâu nhất vào đất Việt Nam nó không quá 20 cây. Sau đó là một cái cuộc chiến vùng biên kéo dài nhưng mà nó trên một cái diện rất hẹp. Mặt trận Vị Xuyên mà lâu nay chúng ta vẫn hay nghe nói đó, kéo dài tới 10 năm và cũng rất khốc liệt. Tuy vậy thì chúng ta cũng biết rằng thị xã Hà Giang cách đó chỉ có 20 cây số đường bộ, đường chim bay ngắn hơn, nhưng mà họ lại không hề có chiến tranh, chỉ nghe tiếng súng, tiếng pháo ỉ ủng ở những cái ngày im trời. Và để thấy rằng
so với cái cuộc kháng chiến mà từ những đứa trẻ con mới sinh ra cũng phải chịu ảnh hưởng. Có dịp thì các bạn có thể đến những cái địa đạo để thấy những em bé sinh trong lòng địa đạo. Và có thể nói là bom đạn tơi bời từ Nam đến Bắc, không trừ một chỗ nào hết. Vâng, một cái cuộc kháng chiến như vậy, toàn dân toàn diện, thì chúng ta so sánh như thế quả thật là hết sức khập khiễng. Tôi thấy rằng là tôi khá là thú vị với những cái câu hỏi của bạn Hùng Lê hoặc là Hưng Lê này. Vâng, câu hỏi nữa. Kinh tế, chính trị, đời sống, văn hóa, vân vân của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 thực sự có phải giàu hơn Thái Lan, Singapore, Philippines và Hàn Quốc hay không? Thưa bạn, chắc chắn là giàu hơn rồi. Đơn giản thôi, những nước kia là đồng minh của Mỹ. Còn lại, Việt Nam Cộng Hòa thì là con đẻ của Mỹ. Con tất nhiên phải hơn bạn, đúng không ạ? Bố giàu thì con phải giàu rồi. Mỹ giàu hơn các nước đồng minh. Việt Nam Cộng Hòa là con của Mỹ thì cũng giàu hơn các nước đồng minh. Và câu hỏi cuối cùng của bạn Hương Trần Giang. Cô ơi, cho cháu hỏi. Máy bay B-52 giải thảm Hà Nội năm 1972, thời đó bằng công nghệ gì để phía ta có thể nghe được những cuộc trao đổi của các phi công trên bầu trời Hà Nội? Ồ, thưa bạn, cũng không hiểu căn cứ vào đâu để bạn khẳng định rằng là ta có thể nghe được các cái cuộc trao đổi của phi công trên bầu trời Hà Nội. Nhưng tôi thì tôi thấy rằng từ cái thời đánh Pháp cơ, cái quân báo kỹ thuật của Việt Nam đã rất là siêu rồi. Bằng cái kỹ thuật họ đột nhập vào làn sóng của đối phương và nghe các cái cuộc chỉ huy qua lại, đàm thảo thoại qua lại để lấy được cái thông tin cho phục vụ cho cái chiến đấu của mình. Tôi nghĩ rằng đây là một cái tối mật, tuyệt mật, cực kỳ mật. Cho nên là tôi nghĩ rằng ngay cả trong quân đội không phải ai cũng biết được. Vâng, câu hỏi vậy có lẽ phải chấp nhận cái điều đó thôi, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện hỏi khó đáp nhanh của chúng ta với 10 câu hỏi, 10 câu hỏi lớn, trong đó có nhiều câu hỏi con, tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn hãy để lại những câu hỏi ở phía dưới của video này và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời hết để rèn luyện trí não. Câu hỏi cũng phải cố gắng đạt được trí tuệ và văn hóa của người Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước, yêu lịch sử dân tộc. Chương trình của chúng ta đến đây tạm dừng. Thân ái chào quý vị và các bạn.